Chào mừng bạn đến với đánh giá dự án từ Game 3. Và trong tập này, chúng tôi sẽ giới thiệu Dunalan. Nói một cách đơn giản, Dunalan là một trò chơi thú cường âm EC được xây dựng bởi chuỗi mắc này. Bạn chọn một con khủng long, phân tích tỷ lệ chiến thắng và để họ tự chiến đấu. Nó không phải là miễn phí để chơi, vì vậy người chơi sẽ phải đầu tư một chút khởi đầu, như một nhà thám hiểm sau vô số khám phá. Bạn tìm thấy trứng khủng long có thể dễ thương, nhưng họ có đầy đủ sức mạnh để tấn công và tự vệ ngay bây giờ. Nhiệm vụ của bạn là huấn luyện khủng long trở thành người giỏi và nhất và đánh bại quái vật, mang lại hòa bình cho Dinoland. Có hai cách bạn có thể có được một con khủng long. Cái đầu tiên là thông qua thị trường, và phương pháp thứ hai bạn sẽ mua một ít trứng, có 3 lớp trứng và cho mỗi lớp. Bạn sẽ nhận được một con khủng long ngẫu nhiên, tương đương với lớp. Một của trứng khác bạn có thể mua là của trứng ngẫu nhiên may mắn. Khi bạn mua của trứng này, bạn sẽ nhận được một con khủng với long một ngẫu lớp ngẫu nhiên nữa. Sau khi nhận được khủng long của bạn, bạn có thể đưa chúng vào trận chiến. Vì Dead chưa phát hành trò chơi demo, tôi sẽ mở rộng sự hiểu biết của mình về trò chơi này. Bạn không phải tốn nhiều năng lượng kiểm soát khủng long. Điều duy nhất bạn phải làm là phân tích quái vật, cơ hội chiến thắng và phần thưởng bạn sẽ nhận được. Nhớ chọn đối thủ một cách khôn ngoan. Có 4 chế độ thay thế để bạn tham gia. Đầu tiên là đào tạo thường xuyên. Đây là một loại trận chiến bạn muốn tham gia hàng ngày và có thể được coi là đám đông bình thường khi bạn so sánh với các trò chơi khác. Ngoài chế độ thông thường, anh ấy đôi khi là một combo GC để gặp ông chủ trong trò chơi. Anh ấy sẽ đến ngẫu nhiên vào thứ năm hàng tuần và gửi khó đánh bại hơn. Phần thưởng cũng sẽ lớn hơn. Chung cuối trong trò chơi là Sen. Bất kỳ cộng đồng nào cũng sẽ phải chiến đấu cùng nhau. Để đánh bại nó, anh ấy sẽ chỉ xuất hiện vào thứ bảy và chủ nhật, và chỉ tồn tại trong 60 phút trước khi anh ta biến mất. Dinoland cũng sẽ có tính năng nhân giống, và bạn có thể sử dụng hai con khủng long để tạo ra một của trứng mới. Của trứng sẽ có thực tế, tương đương với thực tế của bố và mẹ. Hơn nữa bạn có một số khủng long, cha mẹ cũng xác định loại trứng. Và bạn có thể mở khóa lớp ẩn khi bạn kết hợp hai lớp với nhau. Bây giờ từ sự hiểu biết của tôi, trò chơi về cơ bản là cờ bạc. Kể từ khi thắng và thua, dựa trên cơ hội chiến thắng được xác định trước. Đó là để nói, vùng đất của họ không quá khác biệt so với các trò chơi khác. Nó giống nhau ngoài phong cách, thắng hay thua bằng cách nhìn vào sức mạnh của từng nhân vật. Kiểu chơi này rất phổ biến trong ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử, vội vàng âm lịch. Và Cogito PC là hai trò chơi gần đây tương tự. Trò chơi cũng thiếu quan tâm đến các yếu tố, ví dụ lửa và nước để tạo ra sức mạnh và điểm yếu. Tất cả khủng long nếu trò chơi có cái này, nó có thể tạo ra một lối chơi đa dạng hơn cho người chơi. Nhưng điều này không có nghĩa là trò chơi nhàm chán, bởi vì vẫn còn một điểm sáng. Điều làm cho nó đặc biệt là ông chủ nhỏ và các sự kiện của ông chủ hàng tuần. Đây là phần tỏa sáng của bố công anh như tất cả chúng ta có thể thấy. Hơn nữa trong một hình ảnh trên trang web, gợi ý tất cả các tính năng bên cạnh chiến đấu và thở. Có thể họ sẽ phát hành tính năng bánh răng trong tính năng hoạt động trong tương lai. Nếu vậy thì trò chơi sẽ vui hơn nhiều. Có 3 cách để kiếm tiền trong trò chơi này. Đầu tiên là tham gia các trận chiến và đánh bại kẻ thù. Thứ hai là giao dịch thị trường NFT chống khủng long. Và cái thứ ba là trang trại để nhận phần thưởng thanh khoản. Vì vậy bạn phải thắng rất nhiều để nhận được tiền trong trò chơi này. Liên quan đến lương, để kiếm tiền trong trò chơi này sẽ là mã thông báo DNN. DNN là mã thông báo gốc mang lại nỗ lực thanh toán để kiếm được bản chất của trò chơi và sẽ được phân phối để thưởng cho người chơi để tương tác với nền tảng. Ví dụ như đánh bại quái vật và đạt được các bài viết. Dinan cũng có thể được kéo dài để có được 10 và NFT. Trong hệ sinh thái chơi game, truy cập nhiều tính năng độc quyền, chẳng hạn như nâng cấp hoặc nội dung độc quyền. Nhìn vào nhóm cuộc gọi mà tôi có thể thấy, tất cả họ đều có 6 đến 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đặc biệt là trong phần chơi game, người đứng đầu ùi và ác và người đứng đầu phát triển trò chơi, tất cả đều có thành tích đáng chú ý. Với các ứng dụng thu hút được 50 đến 100 triệu người dùng, ông Willy, giám đốc điều hành của công ty, đã có 15 năm khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng vào kỹ năng của anh ấy. Một cá nhân quan trọng hơn là Kevin, tỷ tiêu của Dunalan, có 12 năm phát triển phần mềm. Đó là để nói, nhóm có thể có khả năng tạo ra một trò chơi tốt. Dunalan có một loạt các bản sao lưu và đối tác, bao gồm Citeni 1, người hiện cũng là cố vấn. Citeni 1 cũng là cố vấn của CDFA và tác giả. Đó là một dự án trò chơi rất lớn. Ngoài Citeni 1, Dunalan dường như không có bất kỳ bản sao lưu quan trọng nào khác. Mặc dù chỉ có đoạn giới thiệu, vùng đất đó có một cộng đồng khá lớn. Họ có hơn 100.000 người theo dõi trên Twitter và 78.000 thành viên trong nhóm Telegram của họ. Các thành viên cũng rất tích cực, và đội cũng vậy. Nhóm năng động cũng lập trình một hộp để nói xin chào
và với hai thành viên hàng ngày. Vì vậy tôi thực sự đánh giá cao hành động lành mạnh, điều đó có thể giúp họ gắn kết tốt hơn nhiều. Tokenomics của trò chơi này cũng rất quen thuộc. Với 1 tỷ token là tổng nguồn cung. Khía cạnh anh ấy của ASIC, chúng ta cần xem xét các mã thông báo trên ghế. Bất kỳ lĩnh vực tư nhân nào đầu tiên sau 10 đến 12 tháng, đủ lâu để giữ thanh khoản cao. Nhưng những con số đặc biệt nhất là 24 và 30 tháng, cố vấn và mã thông báo của nhóm. Nghĩa là họ phải đợi trong 2 năm trở lên để nhận mã thông báo đầy đủ của họ. Điều này cho thấy Datalane muốn đi lâu dài. Và 2 năm này sẽ cho họ cơ hội để phát triển đầy đủ trò chơi và các phép ẩn dụ. Trong quý đầu tiên của năm 2022, DinoLand dự kiến sẽ ra mắt DinoLab, hoặc tính năng khởi động, cũng như phần thưởng và tính năng PvP. Điều đó có nghĩa là DinoLand sẽ phải cạnh tranh với trò chơi mạnh mẽ cũng đang được phát hành trong quý đầu tiên của năm nay, như Lunacy và Ninico. Tổng hợp video, thời hạn là một dự án tốt, với phong cách chơi quen thuộc và một chút liên lạc với các tính năng mới, bằng cách phân tích chính xác tỷ lệ thắng cũng như sức mạnh của đối thủ. Người chơi có thể kiếm tiền thông qua trò chơi này vẫn còn trước khi bạn đầu tư vào DinoLand hoặc bất kỳ trò chơi nào khác. Xin vui lòng nhận thức được các đối tác. Như tôi đã đề cập, DinoLand không có nhiều nhà đầu tư lớn vào Bakasi, vì vậy tôi sẽ thận trọng hơn. Vẫn tốt hơn là vẫn có một cộng đồng lớn và nhiều người tin vào trò chơi này. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về trò chơi? Chia sẻ ý kiến của bạn xuống bên dưới trong phần bình luận. Nếu bạn thích video, bạn có thể ủng hộ nó. Và nếu bạn thấy video hữu ích, vui lòng xem xét đăng ký. Chúng tôi sẽ bắt kịp các bạn sau. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.